Xin kính chào các anh chị. Thì trên tay mình đó là một cái sản phẩm tách bán nguyệt. Cái sản phẩm này dùng lắp đặt trên các chi tiết đồ gỗ lắp ráp, được gia công theo cái yêu cầu của các anh chị nhà máy gỗ. Sản phẩm này thì được đúc rất là tinh tế và chi mạ kèm theo là màu sắc rất là đẹp, đảm bảo cái tiêu chí xuất khẩu cũng như các cái đường nét chi tiết khi mà chúng ta vặn các cái bu lông vào, đảm bảo một cách nhẹ tay và thuận tiện, đồng thời lắp ráp một cách nhanh chóng và dễ dàng nhất. Thì vật liệu được sử dụng là hợp kim Antimon, đảm bảo khi quá trình sử dụng cho cái khả năng lực xiết chịu tải tốt nhất những cái nhu cầu xuất khẩu. Vẫn rất là đẹp, tinh tế. Kích thước của cái sản phẩm này là có bề ngang tương đương với 20 ly, chiều này có kích thước là tương đương với 21 mm, 20 mm. Cao tổng thể của cái là 10 mm. Thì sản phẩm này có cái vị trí này dùng để cố định khi mà chúng ta gài vào cái lỗ bu lông, khoét trên các cái tấm ván, được sử dụng cho cái bu lông hệ, bu lông là tương đương với bu lông M6. Thì các anh chị có nhu cầu để công các sản phẩm khác thì có thể liên hệ trực tiếp với Vina Hardware để được tư vấn các sản phẩm như là bản lề lá, bản lề piano, sản phẩm bát sắt đồng tiền, bu lông liên kết, bản lề chữ thập, bút tay nắm, timon, xi mạ giả cổ giả đồng và rất là nhiều dòng sản phẩm.